Chào mừng tất cả các bác đã quay trở lại với kênh của Kiên Trung Audio. Và trong cái video clip của ngày hôm nay thì em lên sóng để phối ghép cho các bác một cái bộ âm thanh vừa nghe nhạc, vừa hát karaoke và vừa trưng bày, cực kỳ là bắt mắt các bác nhé. Một cặp loa của hãng Diatol DS97C phối ghép với một con âm ly Sansui 707 MR, công suất là 330W, chạy 8 sò các bác nhé. Đây là một trong những cái bộ phối ghép mà em rất là ưng ý, với một cái cặp loa mà có công suất là 460W, với và mấy một con âm ly là công suất là 330W, rất là hợp các bác nhé. Sau đây thì em sẽ đi chi tiết vào cái bộ phối ghép này. Đầu tiên là chúng ta đến với con âm ly. Âm ly 707 MR. Đây là phiên bản đời cao, áp chót của cái series âm ly của Sansui. 707 MR là cái một cái phiên bản mà mặt vàng chanh các bác nhá. Mặt vàng chanh, hai hồi gỗ zin tuyệt đối luôn. Hai hồi gỗ là zin theo máy. Phiên bản này thì công suất là 330W, đánh hầu hết được các cái cặp loa có công suất lớn và đầy đủ cổng ăn chơi, đánh được hai cầu A, B và A cộng B. Các bác có thể đánh được hai cặp loa trên một con âm ly này, tách từng cặp hoặc là gộp cả hai cặp vào một lúc đều được. Con âm ly này về trong tình trạng thì zin nguyên bản và đẹp xuất sắc các bác nhé. Tất cả các cái núm nút của nó vẫn còn sắc nét, sáng bóng luôn, kể cả mặt phía trên và hậu phía sau. Bác nào quan tâm thì em sẽ chụp ảnh chi tiết cặp loa này, cặp con âm ly này cho các bác. Rất là đẹp các bác nhé. Ngoài cái chuyện mà nó mới, nó zin, nó đẹp thì nó còn phải thể hiện cái chất âm cực kỳ là tốt luôn, chất là hay luôn, khi phối ghép với cặp loa Diatol DS97C. Cặp loa này có chiều cao là 97cm, chiều rộng 41, chiều sâu là 36. Loa thì gồm một bát 32cm màng carbon tổ ong các bác nhé. Màng carbon tổ ong rất là đẹp, còn rất là mới đẹp. Tất cả các cái ốc đều có một cái con nút cao su của chính hãng bịt vào đầu ốc để tránh trong quá trình sử dụng thì nó oxy hóa. Rất đẹp các bác nha. Lỗ thở được thiết kế ở phía dưới thân thùng mặt trước. Bát 32 màng carbon, màng carbon tổ ong. Một con trung 18 trung đom và một con
chép đo 12 cm, Điaton DS97C trở kháng 6 ohm công suất 230W một chiếc. Thân thùng thì được toàn bộ là một màu nâu xi vân gỗ màu nâu đỏ, rất là đẹp các bác nhé. Thùng dày dặn, con này nặng 41 kg một chiếc, cả cặp như này là nặng hơn 80 cân các bác nhé. Với cặp loa này thì các bác vừa nghe nhạc vừa hát karaoke mà khỏi cần xúc luôn, rất là hay luôn. Các bác chỉ cần thêm một con vang nữa vào cái con âm ly này thì một bộ này thì các bác hát trong gia đình nhà mình thì một cái căn phòng khoảng 50-60 mét các bác hát thoải mái luôn. Chiếc này cũng rất là đẹp các bác nhé, tạo điểm nhấn của cái cặp 97C là những cái đường chỉ vào màu vàng các nhá, màu vàng rất là đẹp, kể cả cái tông chữ được in thẳng lên thân thùng cũng là màu vàng trên một cái nền nâu đỏ cực kỳ là đẹp mắt luôn. Chất đầm thì quá tuyệt vời rồi, em xin vào giá luôn. Với cái cặp loa Điaton DS97C thì Sốc Kiên Trung đang giao lưu với các bác với cái giá là 16 triệu đồng. Và con âm ly 707MR thì Sốc em đang giao lưu với các bác với giá là 15 triệu đồng. Tổng cả bộ này là 31 triệu đồng. Bác nào quan tâm thì liên hệ trực tiếp với Kiên Trung theo số điện thoại đang chạy trên màn hình. Sốc em có địa chỉ tại ngõ 562 Phú Thị Khuê, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội. Các bác nào ở xa thì bên em sẽ chụp ảnh chi tiết để gửi cho các bác có cái nhìn chân thật nhất về những sản phẩm mình quan tâm. Video của ngày hôm nay thì em xin phép tạm dừng tại đây. Xin cảm ơn các bác đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.